gian cao thủ cung đấu si bít ngày ấy, Tôn Lệ tuột sắc, Châu Tấn trẻ nhưng vẫn thua xa Thi Mạn. Cung đấu vẫn luôn được coi là đặc sản của làng phim Hoa ngữ. Dù số lượng phim về đề tài này không nhiều, nhưng đa phần đều được xếp vào hàng kinh điển. Dàn diễn viên cung đấu ngày ấy cũng lần lượt bước sang tuổi trung niên. Hãy cùng xem thử, trước tác động của thời gian, họ có còn giữ được sắc vóc đỉnh cao không nhé? Xa Thi Mạn. Xa Thi Mạn có lẽ là sao nữ rất có duyên với dòng phim cung đấu. Từ Thâm Cung Nội Chiến cho đến Diên Hy Công Lược, cô đều khiến khán giả phải thổn thức không thôi về tài năng lẫn nhan sắc. Xa Thi Mạn của hiện tại đã 47 tuổi, nhưng nhìn những hình ảnh mới nhất của cô, đố ai mà tin được. Bởi nhất tỷ TVB vẫn giữ được vóc dáng thon thả cùng làn da căng mịn như mới hơn 30 mà thôi. Đặng Tụy Văn. Dù Đặng Tụy Văn đóng vai phản diện trong Thâm Cung Nội Chiến, nhưng khán giả lại chẳng thể nào ghét cô được. Bởi nữ diễn viên đã xây dựng một Như Phi từng rất hiền lành, nhưng vì hậu cung khắc nghiệt